mua cho mình hai cái xúc xích này, ngon chưa? Wow. Ăn thôi, đói quá. Bình ơi, vào hộ bố phơi quần áo nào. Là anh phơi quần áo chưa kịp ăn nữa. Nè, 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 nè. Xúc xích của ai đấy? Tất cả Bình rồi, đã có cát. Oh no. Chị ơi, em có thấy hai cái xúc xích chị để đây không? Em không, em ăn rồi chưa bà? Chắc là em ăn của chị rồi phải không? Nhận đi. Ăn ngon thật đấy.